kết thúc cuộc họp hội nghị thượng đỉnh liên phi, tính từ Addis Ababa, Kenya đã được các nhà lãnh đạo Phi châu ủng hộ, kêu gọi tòa án hình sự quốc tế bãi bỏ vụ truy tố tổng thống và phó tổng thống Kenya. Ông Uhuru Kenyatta đã trở thành vị tổng thống tại chức thứ nhì ở Phi châu bị ICC truy tố. Trong tháng 3 vừa qua, ông ta đã chiến thắng cuộc bầu cử tổng thống Kenya với đa số tuyệt đối và số người tham gia cuộc bầu cử rất đông đảo. Nhiều nước Phi châu đã ký hiệp ước Rome, nhưng hiện giờ lục địa này có cảm tưởng ICC đang nhắm mục tiêu vào Phi châu và tòa án này đã trở thành sự bực tức của nhiều bộ tộc. Thủ tướng Haile Mariam Desalegn của Ethiopia đang làm chủ tịch Liên Phi nói rằng hoạt động của ICC ở Phi châu là một sự sai lầm, có ý định tránh trừng phạt, quản trị tệ hại và tội phạm, hiện giờ đang đi vào sự suy đồi, trở thành cuộc săn lùng chủng tộc. Tổng thống Kenyatta và Phó Tổng thống William Ruto bị ICC truy tố tội chủ mưu, tạo nên cuộc đổ máu sắc tộc hậu bầu cử Tổng thống Kenya cách đây 5 năm, làm 1.200 người chết. Cả hai đều bác bỏ các tội bị ICC truy tố và thề rửa sạch tên tuổi. Phiên tòa xét xử Tổng thống Kenyatta sẽ bắt đầu trong tháng 7, nhưng ICC chưa cho biết ngày xét xử ông Ruto. Thủ tướng Desalegn nói rằng, trong số người bị ICC truy tố, 99% là người Phi châu, cho thấy rõ đang có điều gì đó trong hệ thống ICC cần phải làm sáng tỏ. Phản đối hệ thống sai lầm này là không có nghĩa là các nhà lãnh đạo Liên Phi không muốn cộng tác trừng phạt tội phạm. Kenya nói rằng ICC đang đe dọa cho sự phát triển, cải cách để tránh tình trạng hậu bầu cử vào năm 2007 tái diễn. Chưởng lý ICC Fatou Bensouda tuyên bố, bà ta sẽ không bỏ vụ truy tố.